Xin kính chào quý vị và các bạn. Các tỉnh thành miền Bắc phổ biến ít mây nên trời nắng kéo dài trong ngày. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay phổ biến là từ 24 cho tới 26 độ, có nơi cao hơn, cùng với độ ẩm giảm thấp nên trời hanh khô. Thủ đô Hà Nội nằm trong trường gió phân kỳ nên cũng ít mây. Nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức là 25 cho tới 26 độ. Độ ẩm thấp nhất trong không khí giảm dưới 50%. Đến tối và đêm thì nhiệt độ giảm nhanh về dưới 21 độ, trời rét sâu. Người dân cần phải chú ý để đảm bảo sức khỏe trước đợt rét đầu mùa. Với miền Trung thì mưa giảm hẳn, vùng từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình trời chuyển nắng, nên nhiệt ngày tăng lên ngưỡng 23 cho tới 25 độ. Khu vực từ Quảng Trị tới Thừa Thiên Huế còn nhiều mây nên nhiệt độ chưa tăng nhanh. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở xuống tới Phú Yên thì nhiệt độ sẽ rơi vào ngưỡng 25 cho tới 28 độ. Khu vực từ Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ sẽ ở ngưỡng từ 29 đến 31 độ. Đối với thành phố Đà Nẵng, trời còn nhiều mây nhưng mà mưa ít xuất hiện, có thể hửng nắng nhẹ về trưa và chiều. Nên nhiệt độ ngày cao nhất ở thành phố Đà Nẵng tăng lên ngưỡng 26 cho tới 27 độ, trời chỉ còn se lạnh về đêm và sáng. Không khí lạnh yếu đi, tạo điều kiện cho rãnh xích đạo là một dải mây nằm ở khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, nâng trục lên phía bắc. Nên chiều tối nay thì ở khu vực Nam Bộ cũng như là Nam Tây Nguyên sẽ có mưa rải rác, cục bộ có mưa vừa và dông mạnh ở miền Tây Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất tại đây chỉ từ 28 đến 30 độ. Còn các tỉnh Đông Nam Bộ thì trời có mây nắng đan xen, nhiệt độ dao động từ 31 đến 33 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên, ảnh hưởng của rãnh xích đạo là không đáng kể, trời mây nhiều, nắng yếu, nên nhiệt độ cao 25 cho tới 28 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, do chịu ảnh hưởng yếu của rãnh xích đạo, mây nhiều hơn, trời nắng yếu với nhiệt độ cao nhất ở mức từ 31 đến 32 độ. Đến chiều tối thì có thể xảy ra mưa vài nơi, nhưng mà xác suất mưa thì không lớn như các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ. Đến đây, bản tin thời tiết trưa ngày 30 tháng 11 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.